Công thức làm bánh hoa sen hè hu su các cái bánh hoa sen tuyệt đẹp và hoàn mỹ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và dành tặng không ngớt lời khen ngợi. Với cách hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và nhìn thành phẩm đã thấy bắt mắt chỉ muốn ăn ngay. Công thức làm bánh hoa sen của tác giả Bảo Trinh đã nhận được sự ủng hộ cực khủng của cộng đồng mạng. Cùng gặp gỡ với chủ nhân của những bông hoa sen tuyệt mỹ này và nghe chị chia sẻ về công thức làm món bánh này nhé. Công thức món này đơn giản thôi, gồm 3 phần. Phần 1, nhân bánh. 120g dừa nạo sợi, không dùng dừa ngoài chợ nạo sẵn vì nó khá nhuyễn. Chiên lên không xù được, trông không giống nhụy sen. Có thể dùng dừa sợi sấy, nếu dùng dừa tươi, nên vắt ráo nước. 35g đường, mọi người thay đổi điều chỉnh theo khẩu vị, lượng đường này bánh khá nhạt và bạn nên sử dụng đường bột để nhân không bị lợn cợn. 3 lòng đỏ trứng gà, nên cho một giọt màu thực phẩm vàng vào nếu trứng không đủ vàng để nhụy hoa đẹp hơn. Mình dùng màu veo hữu tấn. Một đầu tăm là đủ rồi nhé. 45g bơ lạc, bơ để mềm ở nhiệt độ phòng. Cách làm. Trộn đều các nguyên liệu, nếu nhân vẫn ướt thì cho vào khăn xô vắt bớt nước. Vo viên nhân mà nhân không bị chảy, vẫn giữ phòng là đạt, nhân bị bở là quá khô. Chia lượng nhân thành 18 viên nhân, bọc màng bọc thực phẩm để nhân không bị khô. Phần 2, vỏ bánh. Phần bột số 1. Bột mì hoa ngọc lan, hoặc bất kỳ loại bột mì nào có hàm lượng rutein nhỏ hơn 11% 200g. Đường, 35g. Như ở trên, tuy khẩu vị mọi người mà ra giảm. Mỡ heo, nhất định phải là mỡ heo nhé, mình nghĩ bột thành công hay không là do mỡ heo này. Mình chưa thử với dầu ăn nên mình không dám chia sẻ thay dầu ăn có thành công hay không 20-25g. Về phần làm mỡ heo. Để mỡ trắng đẹp, khi mua mỡ heo các bạn chọn phần mỡ gáy hoặc mỡ vai, về luộc cho chín thái, rồi mang đi xả nước thật sạch cho hết mùi hôi. Để ráo, thái hạt lựu. Cho mỡ lên chảo đặt lên bếp, cứ vậy là nó ra mỡ. Không thêm nước hay dầu mồi. Phần tóc mỡ vớt ra để dành làm kho quẹt. Kho cá, phần nước mỡ lọc lại qua dây, cho vào tủ lạnh cho đông lại, sẽ có màu trắng đẹp lắm luôn. Múc phần mỡ đặc này làm bánh hay để dành nấu ăn cũng ngon. Nước, chuẩn bị sẵn một bát nước tầm 90g, nhúng đầu đũa vào lọ màu thực phẩm, hồng hoặc màu tùy thích, rồi khuấy vào chén nước. Cách làm. Cho mỡ heo, đường vào bát nước màu hồng khuấy đều, sau đó cho từ từ bột mì vào trộn đều. Thao tác nhồi bột nên tham khảo thêm các clip hướng dẫn. Bánh có thành lớp để bung cánh hay không là do khâu nhồi bột nhé. Phần bột dầu số 2. 120g bột mì hoa ngọc lan. 70g mỡ heo. Cách làm. Hỗn hợp lúc này mềm và ướt lắm, cũng như phần nhân, cứ vo viên bột mà nó không bị chảy phỏm là được, nho quá thì thêm bột mì. Nhưng đừng khô quá, nó lại tách hoàn toàn với lớp bột số 1 thì rất khó cán bột các bước tiếp theo. Cách nhồi và cán bột. Chia bột màu hồng số 1 thành 18 viên, cán dẹp, xếp mép bên trái vào giữa, rồi xếp tiếp mép bên phải chồng lên, làm hết một lượt như vậy. Lôi miếng bột cán sao cho mép bột nằm vào giữa, hướng thẳng đứng rồi kéo mép bột ở trên xuống giữa, gấp phần mép bột dưới lên. Cho bột nghỉ 15 phút. Cho nhân vào, vo tròn bột. Dùng dao sắc cắt dứt khoát, nên cắt làm 8 thì hoa bung đẹp hơn là 6. Cắt vừa phải, nếu chạm sát nhân khi chiên dễ bung vỡ nhân, hoa xấu. Còn cắt từ từ thì bột rách không đều. Cánh hoa bung không đều hoặc cắt quá nông thì hoa không bung được. Phần 3, chiên bánh. Nên dùng dầu thực vật, chiên bánh ngập dầu. Khi bánh chín, nở đẹp, vớt bánh ra giấy thấm dầu cho ráo. Bạn lưu ý, dầu quá nóng, hoa bung tan tành, hoa bị cháy mà chưa chín. Dầu không đủ nóng, cánh hoa sẽ có các nốt sần rất xấu. Để bánh đẹp và chín đều thì các khâu đều quan trọng, lưu ý chính là cách vào bột, thời gian ủ bột và cách chiên. Với những bạn chưa biết các thao tác làm bánh cơ bản thì nên xem clip hướng dẫn và làm theo thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhé. Công thức làm bánh hoa sen hè hu su các cái bánh hoa sen tuyệt đẹp và hoàn mỹ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và dành tặng không ngớt lời khen ngợi. Với cách hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và nhìn thành phẩm đã thấy bắt mắt chỉ muốn ăn ngay. Công thức làm bánh hoa sen của tác giả Bảo Trinh đã nhận được sự ủng hộ cực khủng của cộng đồng mạng. Cùng gặp gỡ với chủ nhân của những bông hoa sen tuyệt mỹ này và nghe chị chia sẻ về công thức làm món bánh này nhé. Công thức món này đơn giản thôi, gồm 3 phần. Phần 1, nhân bánh. 120g dừa nạo sợi, không dùng dừa ngoài chợ nạo sẵn vì nó khá nhuyễn. Chiên lên không xù được, trông không giống nhụy sen. Có thể dùng dừa sợi sấy, nếu dùng dừa tươi, nên vắt ráo nước. 35g đường, mọi người thay đổi điều chỉnh theo khẩu vị. Lượng đường này bánh khá nhạt và bạn nên sử dụng đường bột để nhân không bị lợn cợn. 3 lòng đỏ trứng gà, nên cho một giọt màu thực phẩm vàng vào nếu trứng không đủ vàng để nhụy hoa đẹp hơn. Mình dùng màu veo hữu tấn. Một đầu tăm là đủ rồi nhé. 45g bơ lạc,
bơ để mềm ở nhiệt độ phòng. Cách làm. Trộn đều các nguyên liệu, nếu nhân vẫn ướt thì cho vào khăn xô vắt bớt nước. Vo viên nhân mà nhân không bị chảy, vẫn giữ phòng là đạt, nhân bị bở là quá khô. Chia lượng nhân thành 18 viên nhân, bọc màng bọc thực phẩm để nhân không bị khô. Phần 2, vỏ bánh. Phần bột số 1. Bột mì hoa ngọc lan, hoặc bất kỳ loại bột mì nào có hàm lượng protein nhỏ hơn 11% 200 g. Đường, 35 g, như ở trên, tuy khẩu vị mọi người mà ra giảm. Mỡ heo, nhất định phải là mỡ heo nhé, mình nghĩ bột thành công hay không là do mỡ heo này. Mình chưa thử với dầu ăn nên mình không dám chia sẻ thay dầu ăn có thành công hay không 20-25 g. Về phần làm mỡ heo. Để mỡ trắng đẹp, khi mua mỡ heo các bạn chọn phần mỡ gáy hoặc mỡ vai, về luộc cho chín thái, rồi mang đi xả nước thật sạch cho hết mùi hôi. Để ráo, thái hạt lựu. Cho mỡ lên chảo đặt lên bếp, cứ vậy là nó ra mỡ, không thêm nước hay dầu mồi. Phần tóc mỡ vớt ra để dành làm kho quẹt. Kho cá, phần nước mỡ lọc lại qua dây, cho vào tủ lạnh cho đông lại, sẽ có màu trắng đẹp lắm luôn. Múc phần mỡ đặc này làm bánh hay để dành nấu ăn cũng ngon. Nước, chuẩn bị sẵn một bát nước tầm 90 g, nhúng đầu đũa vào lọ màu thực phẩm, hồng hoặc màu tùy thích, rồi khuấy vào chén nước. Cách làm. Cho mỡ heo, đường vào bát nước màu hồng khuấy đều. Sau đó cho từ từ bột mì vào trộn đều. Thao tác nhồi bột nên tham khảo thêm các clip hướng dẫn. Bánh có thành lớp để bung cánh hay không là do khâu nhồi bột nhé. Phần bột dầu số 2. 120 g bột mì hoa ngọc lan. 70 g mỡ heo. Cách làm. Hỗn hợp lúc này mềm và ướt lắm, cũng như phần nhân, cứ vo viên bột mà nó không bị chảy phỏm là được, nho quá thì thêm bột mì. Nhưng đừng khô quá, nó lại tách hoàn toàn với lớp bột số 1 thì rất khó cán buốt các bước tiếp theo. Cách ngồi và cán bột. Chia bột màu hồng số 1 thành 18 viên, cán dẹp, xếp mép bên trái vào giữa, rồi xếp tiếp mép bên phải chồng lên, làm hết một lượt như vậy. Lôi miếng bột cán sao cho mép bột nằm vào giữa, hướng thẳng đứng rồi kéo mép bột ở trên xuống giữa, gấp phần mép bột dưới lên. Cho bột nghỉ 15 phút. Cho nhân vào, vo tròn bột. Dùng dao sắc cắt dứt khoát, nên cắt làm 8 thì hoa bung đẹp hơn là 6. Cắt vừa phải, nếu chạm sát nhân khi chiên dễ bung vỡ nhân, hoa xấu. Còn cắt từ từ thì bột rách không đều, cánh hoa bung không đều hoặc cắt quá nông thì hoa không bung được. Phần 3, chiên bánh. Nên dùng dầu thực vật, chiên bánh ngập dầu. Khi bánh chín, nở đẹp, vớt bánh ra giấy thấm dầu cho ráo. Bạn lưu ý, dầu quá nóng, hoa bung tan tành, hoa bị cháy mà chưa chín. Dầu không đủ nóng, cánh hoa sẽ có các nốt sần rất xấu. Để bánh đẹp và chín đều thì các khâu đều quan trọng, lưu ý chính là cách mào bột, thời gian ủ bột và cách chiên. Với những bạn chưa biết các thao tác làm bánh cơ bản thì nên xem clip hướng dẫn và làm theo thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhé. Công thức làm bánh hoa sen hè hu su các kẻ bánh hoa sen tuyệt đẹp và hoàn mỹ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và dành tặng không ngớt lời khen ngợi. Với cách hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và nhìn thành phẩm đã thấy bắt mắt chỉ muốn ăn ngay. Công thức làm bánh hoa sen của tác giả Bảo Trinh đã nhận được sự ủng hộ cực khủng của cộng đồng mạng. Cùng gặp gỡ với chủ nhân của những bông hoa sen tuyệt mỹ này và nghe chị chia sẻ về công thức làm món bánh này nhé. Công thức món này đơn giản thôi, gồm 3 phần. Phần 1, nhân bánh. 120 g dừa nạo sợi, không dùng dừa ngoài chợ nạo sẵn vì nó khá nhuyễn. Chiên lên không xù được, trông không giống nhụy sen. Có thể dùng dừa sợi sấy, nếu dùng dừa tươi, nên vắt ráo nước. 35 g đường, mọi người thay đổi điều chỉnh theo khẩu vị. Lượng đường này bánh khá nhạt và bạn nên sử dụng đường bột để nhân không bị lợn cợn. 3 lòng đỏ trứng gà, nên cho một giọt màu thực phẩm vàng vào nếu trứng không đủ vàng để nhụy hoa đẹp hơn. Mình dùng màu veo hữu tấn. Một đầu tăm là đủ rồi nhé. 45 g bơ lạc, bơ để mềm ở nhiệt độ phòng. Cách làm. Trộn đều các nguyên liệu, nếu nhân vẫn ướt thì cho vào khăn xô vắt bớt nước. Vo viên nhân mà nhân không bị chảy, vẫn giữ phòng là đạt, nhân bị bở là quá khô. Chia lượng nhân thành 18 viên nhân, bọc màng bọc thực phẩm để nhân không bị khô. Phần 2, vỏ bánh. Phần bột số 1. Bột mì hoa ngọc lan, hoặc bất kỳ loại bột mì nào có hàm lượng protein nhỏ hơn 11% 200 g. Đường, 35 g, như ở trên, tuy khẩu vị mọi người mà ra giảm. Mỡ heo, nhất định phải là mỡ heo nhé, mình nghĩ bột thành công hay không là do mỡ heo này. Mình chưa thử với dầu ăn nên mình không dám chia sẻ thay dầu ăn có thành công hay không 20-25 g. Về phần làm mỡ heo. Để mỡ trắng đẹp, khi mua mỡ heo các bạn chọn phần mỡ gáy hoặc mỡ vai, về luộc cho chín thái, rồi mang đi xả nước thật sạch cho hết mùi hôi. Để ráo, thái hạt lựu. Cho mỡ lên chảo đặt lên bếp, cứ vậy là nó ra mỡ, không thêm nước hay dầu mồi.
phần tóc mỡ vớt ra để dành làm kho quẹt. Kho cá, phần nước mỡ lọc lại qua dây, cho vào tủ lạnh cho đông lại, sẽ có màu trắng đẹp lắm luôn. Múc phần mỡ đặc này làm bánh hay để dành nấu ăn cũng ngon. Nước, chuẩn bị sẵn một bát nước tầm 90 g, nhúng đầu đũa vào lọ màu thực phẩm, hồng hoặc màu tùy thích, rồi khuấy vào chén nước. Cách làm. Cho mỡ heo, đường vào bát nước màu hồng khuấy đều, sau đó cho từ từ bột mì vào trộn đều. Thao tác nhồi bột nên tham khảo thêm các clip hướng dẫn. Bánh có thành lớp để bung cánh hay không là do khâu nhồi bột nhé. Phần bột dầu số 2. 120 g bột mì hoa ngọc lan. 70 g mỡ heo. Cách làm. Hỗn hợp lúc này mềm và ướt lắm, cũng như phần nhân, cứ vo viên bột mà nó không bị chảy phỏm là được, nhau quá thì thêm bột mì. Nhưng đừng khô quá, nó lại tách hoàn toàn với lớp bột số 1 thì rất khó cán bột các bước tiếp theo. Cách nhồi và cán bột. Chia bột màu hồng số 1 thành 18 viên, cán dẹp, xếp mép bên trái vào giữa, rồi xếp tiếp mép bên phải chồng lên, làm hết một lượt như vậy. Lôi miếng bột cán sao cho mép bột nằm vào giữa, hướng thẳng đứng rồi kéo mép bột ở trên xuống giữa, gấp phần mép bột dưới lên. Cho bột nghỉ 15 phút. Cho nhân vào, vo tròn bột. Dùng dao sắc cắt dứt khoát, nên cắt làm 8 thì hoa bung đẹp hơn là 6. Cắt vừa phải, nếu chạm sát nhân khi chiên dễ bung vỡ nhân, hoa xấu. Còn cắt từ từ thì bột rách không đều, cánh hoa bung không đều hoặc cắt quá nông thì hoa không bung được. Phần 3. Chiên bánh. Nên dùng dầu thực vật, chiên bánh ngập dầu. Khi bánh chín, nở đẹp, vớt bánh ra giấy thấm dầu cho ráo. Bạn lưu ý, dầu quá nóng, hoa bung tan tành. Hoa bị cháy mà chưa chín. Dầu không đủ nóng, cánh hoa sẽ có các nốt sần rất xấu. Để bánh đẹp và chín đều thì các khâu đều quan trọng, lưu ý chính là cách vào bột, thời gian ủ bột và cách chiên. Với những bạn chưa biết các thao tác làm bánh cơ bản thì nên xem clip hướng dẫn và làm theo thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhé. Công thức làm bánh hoa sen hè hu su các kẻ bánh hoa sen tuyệt đẹp và hoàn mỹ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng và dành tặng không ngớt lời khen ngợi. Với cách hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, chi tiết và nhìn thành phẩm đã thấy bắt mắt chỉ muốn ăn ngay. Công thức làm bánh hoa sen của tác giả Bảo Trinh đã nhận được sự ủng hộ cực khủng của cộng đồng mạng. Cùng gặp gỡ với chủ nhân của những bông hoa sen tuyệt mỹ này và nghe chị chia sẻ về công thức làm món bánh này nhé.